Em Cam ơi, hôm nay chị mới sắm cho em Cam một cái giỏ này để chúng mình đi ra hái rau. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi ra hái rau để tối nấu cơm nhá. Đi thôi. Ô, sao lại có con gì nó ăn rau của mình này? Các bạn ơi, đây không phải là con sâu bình thường đâu. Ừ. Đây là con gì? Con tầm lập. Con tuần lộc ạ, không phải đâu. Đây á, là một con linh dương màu đỏ đấy. Ừ. Ồ, cho vào giỏ luôn à? À, được rồi, thế thì mình sẽ đi tìm tiếp đi. Ô, em Cam ơi, dừng lại. Ui, cái con này à, em Cam nhìn này, nó ăn lá rau của mình này, thủng hết rồi đây này. Con gì đây ý nhỉ? Con gì mà lại đem đem nhỉ? Đâu? Ừ. À. Wow, em Cam sơ cho các bạn xem phải là con rùa không? Ê. Đúng rồi, một con rùa này có bỏ vào giỏ không nhỉ? Có. Rùa này là thuận tiện các bạn ơi. Có các loài ăn thịt thì mình mới vứt nó ra thôi. Được rồi, đi tiếp bây thôi. Bây giờ em Cam đẩy cái giỏ của mình đi tiếp thôi nào. Ôi. Ôi. Đây là con gì đây? Ê. Con gì mà nó lại có hai cái mắt lồi như thế này nhỉ em Cam? Hả? Wow. Cái gì xem nào. Ôi, con không có tay luôn này. Kinh chưa? Con này á, nó lại còn trượt trên một cái ván trượt có 4 bánh nhá. Cái con zombie này là người tốt hay người xấu hả em Cam? Người xấu thì có được cho vào giỏ không nhỉ? À đúng rồi, con zombie này người xấu, chúng mình sẽ vứt nó đi các bạn ơi. Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm các con khác đi. Ui, lại có hai con gì nó đang ăn rau của nhà chị em mình đây này Cam Cam ơi. Ô, đây là con gì? Con gà. Với con gì? Con vịt. À, con gà và con vịt à. Con chạy đi đâu đấy? À, bạn gì của chúng ta vừa bắt được một con nhện rồi. À, con nhện cũng là một con nó là một con xấu đấy. Thế là con vịt nó bắt con nhện đấy. À, thế thì bạn vịt này là người tốt đấy cậu ơi. Đấy, đang bắt này. Thế có cho bạn vịt này vào xe không nhỉ em Cam nhỉ? À, bởi vì bạn vịt là người tốt mà, bạn vịt chuyên đi bắt các cái con muỗi với cả con nhện ấy. À, thế cho bạn vịt lên xe thôi. Nào, ra đây. Đấy, các bạn ơi, bạn vịt này trông đáng yêu chưa? Đây, bây giờ mình sẽ cho bạn vịt vào giỏ nhá. Đấy. Thế còn thế còn cái bạn gà này? À, bạn gà này bạn đang đào giun kia kìa. À, bạn ấy đào giun để làm tơi đất lên à? Đúng rồi. Đấy, bạn gà này bạn đang bới run này, đào run này này em Cam ơi. Rồi, bạn gà này là bạn tốt nha, mình sẽ cho bạn lên xe nhá. Em Cam ơi, bắt bạn gà đi. Ui, đây, để anh trợ giúp em Cam nào. À, bắt được bạn gà rồi, em Cam cho bạn gà vào giỏ nào. Yêu, thương. Úi giời, bạn gà đáng yêu chưa này. Rồi, mình sẽ cho gà vào giỏ cùng với bạn vịt nha. Vít. Đây. Hả? Rồi, em Cam trả tiếp đi. Ô, Cam ơi, cái gì đây? À, bạn này người xấu ạ. Đây là bạn gì? Đây là bạn này tốt hay xấu? Bạn này tốt. À, đây là một con dê, bạn này tốt đấy, cho vào giỏ đi. Thế còn đây là ai? Cái bạn này là bạn gì nhỉ? À, đây là bạn zombie người xấu đấy. Bạn này đang bắt nạt bạn dê đấy. Thế này là mình sẽ không cho lên xe nhá. Cho ở đây thôi, không cho lên xe nữa. Rồi, xe đi tiếp thôi. Cho một mình thôi. Đúng rồi, cho ở một mình thôi. Ui, ui đây đây. Đây này. Hả? Đây này, Cam nhìn cái gì chưa? Ồ, có ai thế nhỉ? Cam có biết đây là ai không? Đây á, đây là một siêu anh hùng đấy. Chuyên bảo vệ công lý đấy. Siêu anh hùng này có cho vào xe không? Siêu anh hùng là người tốt đấy, chuyên đi chiến đấu với quái vật xấu đấy. Mình sẽ cho siêu anh hùng vào xe nhá. Rồi, tiếp tục nào. Ô, anh nhìn thấy cái gì này? À, em Cam, ba gã mập này là người tốt. À, đây là gã mập á. Là người xấu. À, cá mập là người xấu à? Đây không phải cá mập mà đây là cá heo hay sao đúng không? Đúng rồi, đây là một bạn cá heo chứ cá heo là người tốt mà. À, cho trong giỏ. Đấy, rồi chúng mình lái xe đi tiếp nào. Pip 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 pip. Đây là cái gì đây? Con cá. À, một con cá màu vàng các bạn ơi. Bạn cá này là người tốt. Em Cam ơi, khoan, dừng lại, chị phát hiện ra có một cái gì đó ở trong vườn rau nhà mình đây này. Ai mà lại cắm đầu xuống dưới đất thế này nhỉ? Em Cam lấy lên đi. Ai đấy? Siêu nhân nè. Đây là siêu nhân gì em Cam nhỉ? Siêu nhân là người tốt. Siêu nhân là người tốt, đưa đây anh xem nào. Siêu nhân này đầu to nhỉ Cam nhỉ? Đây là siêu nhân nhện. Đúng rồi, đây là người nhện đấy Cam ơi. Có cho người nhện nào không? Có con gì nó đang trèo ở trên cây này. Đấy. Wow, con gì đấy? Ui,
con này nó mắc vào cây rồi. Con... đây là một con cua à, con cua này người. Ôi, không được đâu Cam ơi. Cua này ấy, nó có hai cái càng này này, nếu mà cho vào thì nó sẽ cắt bạn gà mấy bạn vịt đấy. Ui, em Cam em vứt luôn con cua đi rồi các bạn ơi. Đúng rồi, con cua này mà cho vào cỏ là nó sẽ dễ cắn bạn gà bạn vịt lắm. Nè, bây giờ thì mình cũng cắt đi rồi.